Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Hà Phan Văn của mình. Ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái cách để mà chúng ta có thể là đổi cái ảnh đại diện của chúng ta ở trên cái ứng dụng TikTok nha. Thì để làm được điều này rất đơn giản luôn, các bạn hãy chạm vào cái ứng dụng TikTok của các bạn ở trên điện thoại nè. Ok, bây giờ mình sẽ chạm vào và mình mở nó ra. Sau khi mà vào đây rồi á thì các bạn chạm vào cái chữ đó là chữ tôi nha. Các bạn chạm vào chữ tôi ở phía dưới góc bên phải nè. Rồi mình chạm vào chữ tôi này. Sau khi mà chạm vào chữ tôi này thì các bạn sẽ thấy ở trên nó có cái phần đó là chỉnh sửa hồ sơ nè. Các bạn sẽ chạm vào cái phần chỉnh sửa hồ sơ nè. Sau khi mà chạm vào chữ chỉnh sửa hồ sơ này xong thì các bạn chạm vào chữ đó là thay đổi nè. Thay đổi ảnh nè. Mình chạm vào chữ này. Thì đó, các bạn sẽ chọn ảnh để các bạn thay đổi. Thì ở đây nó sẽ có ảnh từ thư viện nè, mình chạm vào chữ chọn ảnh thay đổi từ thư viện nè. Thì đây là những cái ảnh mà các bạn chụp có sẵn. Còn những cái ảnh mà các bạn chọn ảnh xem hình ảnh đầy đủ nè. Đó, là cái hình này là hình cũ của các bạn. Rồi các bạn chọn vào cái chữ đó là chụp ảnh nè. Thì các bạn sẽ chụp được những cái tấm ảnh mà các bạn dự định chụp trực tiếp luôn. Trực tiếp hình của bạn để các bạn đăng lên luôn. Thì các bạn chạm vào cái chữ đó là chụp ảnh. Hoặc là các bạn chọn từ thư viện là những cái tấm ảnh có sẵn. Hoặc những ảnh tấm ảnh mà các bạn tải từ trên mạng về rồi các bạn chạm vào đó. Ok, thì cái phần giới thiệu của mình cho các bạn về cái cách để mà chúng ta có thể đổi ảnh đại diện của chúng ta ở trên TikTok đến là hết. Nếu thấy video này của mình hay thì đừng quên nhấn like, đăng ký kênh và xem thêm video khác để ủng hộ mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video khác hay hơn.